Mỹ Tiên và Mạnh Tiến kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Hôm nay thứ Tư ngày 25 tháng 9, mời quý vị theo dõi những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 24 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 50 năm qua, thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tây Ninh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt những lời dạy của Người. Trong đấu tranh giải phóng dân tộc, quân dân Tây Ninh đã tự lực giải phóng tỉnh nhà và sau đó đã thực hiện thắng lợi cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Trong thời kỳ đổi mới, tỉnh Tây Ninh đã không ngừng phát triển, đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện, tăng trưởng kinh tế hàng năm đều cao hơn bình quân chung của cả nước. Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tỉnh đã tập trung thực hiện đồng bộ việc sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, gắn với nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động. Mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ được thực hiện tốt, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Đó là thành quả của mồ hôi, xương máu của hàng ngàn liệt sĩ, thương binh, bệnh binh để lại một phần cơ thể của mình nơi chiến trường khốc liệt, là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân Tây Ninh chúng ta. Tiếp tục thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đề nghị các cấp các ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12, các nghị quyết Trung ương 6, 7, khóa 12 về sắp xếp tổ chức để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và các quy định về trách nhiệm nêu gương, lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm và hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, giữ vững lòng tin của nhân dân và vai trò lãnh đạo của Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cũng yêu cầu các cấp ủy tổ chức Đảng thực hiện quyết liệt có hiệu quả nhiệm vụ giải pháp khâu đột phá trong xây dựng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh bền vững trong nhiệm kỳ 2020-2025, quyết tâm cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân đạt mức ngang bằng các tỉnh thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dịp này tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân đạt giải trong cuộc thi viết đọc sách báo tạp chí của Đảng lần thứ 2 năm 2019. Thưa quý vị, trong 3 ngày từ 24 đến 27 tháng 9, Hội trợ giúp người khuyết tật Việt Nam VNAH phối hợp Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Tây Ninh tổ chức khóa đào tạo y khoa liên tục áp dụng can thiệp vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu và hướng dẫn người chăm sóc trẻ khuyết tật bại não nặng tại nhà cho 25 bác sĩ, kỹ thuật viên đang công tác tại các trung tâm y tế huyện và bệnh viện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Các học viên được hai giảng viên là chuyên gia vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu đến từ Hà Lan hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản trong việc chăm sóc trẻ bại não tại nhà như kỹ thuật kiểm soát đầu, cổ và thân mình cho trẻ bại não, kỹ thuật tạo thuận vận động, kỹ thuật ức chế và phá vỡ các phản xạ bệnh lý cho trẻ bại não. Trước học này rất là thực tế. Đối với kiến thức này thì tụi em được bổ sung thêm và giúp cho mình có thể hướng dẫn được người nhà và cải thiện cho bé có thể tham gia vào hướng tới cái sinh hoạt. Cái mong muốn của tụi em để giúp đỡ cho được người khuyết tật nó được đúng hơn và nó thiết thực hơn và gần gũi nhất cho với người khuyết tật để giúp cho họ sớm hòa nhập và cái người nhà biết cách chăm sóc đúng hơn. Trong thời gian học, học viên chia nhóm thực hành chăm sóc trẻ bại não ngay tại nhà. Giảng viên sẽ góp ý đánh giá nội dung can thiệp từng nhóm dựa trên chương trình can thiệp bằng hình ảnh hoặc video do nhóm tự ghi nhận. Kết thúc khóa đào tạo, học viên sẽ được cấp chứng nhận đào tạo y khoa liên tục về việc áp dụng can thiệp vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu và hướng dẫn người chăm sóc trẻ khuyết tật bị bại não nặng tại nhà. Khóa học là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ thực thi chính sách và trị liệu cho người khuyết tật do USAID tài trợ và do tổ chức VNAH và Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh Xã hội triển khai tại Tây Ninh trong giai đoạn từ 2015 đến 2020.
Thưa quý vị, 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ước thực hiện gần 2.800 triệu đô la Mỹ, đạt gần 55% so với kế hoạch, giảm 7,9% so với cùng kỳ. Trong đó đáng chú ý là các mặt hàng khoai mì và các sản phẩm từ khoai mì giảm 78%, cao su giảm 60%, giày dép các loại cũng giảm 28%. Các sản phẩm có giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng như vải các loại 21%, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 21%. Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện gần 2.600 triệu đô la Mỹ, đạt hơn 71% so với kế hoạch, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Trong đó đáng chú ý là các mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 119%, bông các loại tăng 31%, sơ sợi dệt các loại tăng 4%. Chiều ngày 24 tháng 9, Trường Chính trị tỉnh kết hợp với Sở Nội vụ tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 3 năm 2019. Phát biểu tại lễ bế giảng, thầy Trương Văn Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tây Ninh nhận định, lớp học đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực học tập, hoàn thành tốt chương trình. Mong rằng với những kiến thức đã được học, các học viên sẽ vận dụng vào công tác thực tiễn khi về công tác tại địa phương, đơn vị mình. Kết quả cuối khóa học, 78 trên 78 học viên đạt yêu cầu, được nhà trường cấp giấy chứng chỉ hoàn thành khóa học, 8 học viên có thành tích học tập rèn luyện tốt, được nhà trường khen thưởng. Thưa quý vị, theo báo cáo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, loại hình lớp học 2 buổi một ngày trong năm học 2019-2020 được tiếp tục triển khai tại 232 trường tiểu học, đạt tỷ lệ 78,5%. Trong đó có 138 trường đã tổ chức được 100% lớp học 2 buổi một ngày trong phạm vi toàn trường. Một số đơn vị có tỷ lệ dạy học 2 buổi một ngày cao là thành phố Tây Ninh 100%, Hòa Thành 92,97%, Châu Thành 86,08%, Bến Cầu 85%. Theo đánh giá chung của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 2019-2020, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để phục vụ cho hoạt động dạy và học. Các trường được trang bị bộ đồ dùng dạy học theo danh mục tối thiểu. Hầu hết các trường tiểu học phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học trong giáo viên để làm phong phú số lượng đồ dùng dạy học, góp phần thực hiện đổi mới phương pháp. Ngoài ra, nhiều trường đã được trang bị bảng tương tác và hệ thống máy chiếu để hỗ trợ cho việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. 129 trường tiểu học được đầu tư phòng dạy học, môn tin học. Máy tính trang bị cho quản lý và giảng dạy tin học là 4.333 máy. 96 trường được trang bị phòng học tiếng Anh. Ngày 24 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Gò Dầu ra quyết định tạm giữ hình sự Hạ Thanh Tùng, sinh năm 1988, ngụ ấp 3 xã Xuân Tam, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi. Theo đó, vào lúc 13h30 phút ngày 15 tháng 9, Công an xã Phước Đông nhận đơn tố cáo từ gia đình của cháu Nguyễn Ngọc, sinh năm 2009, ngụ Phước Đông, huyện Gò Dầu, bị Hạ Thanh Tùng có hành vi sờ mò những nơi nhạy cảm của cháu tại một phòng trọ. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an tiến hành xác minh thu thập chứng cứ và bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Tùng thừa nhận hành vi dâm ô của mình. Cũng trong ngày hôm qua 24 tháng 9, Công an huyện Tân Biên vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền do Phạm Thị Huyền Nhung, sinh năm 1981, cùng chồng là Võ Văn Hiệp, sinh năm 1987, ngụ suối Ông Định, xã Trà Vông, huyện Tân Biên, đứng ra tổ chức. Tang vật thu giữ 12 điện thoại di động, 10 xe mô tô, trên 71 triệu đồng và cùng nhiều vật dụng liên quan khác. Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9, tại vườn cao su thuộc ấp 3 xã Trà Vông, huyện Tân Biên, Công an huyện bắt quả tang nhiều người đang đánh bạc. Công an bắt giữ 17 người và một số đối tượng liên quan đã chạy thoát. Qua điều tra xác định, địa điểm lắc tài xỉu trên do vợ chồng Nhung, Hiệp đứng ra tổ chức cho những người mê cờ bạc ở các huyện Tân Châu, Châu Thành, thành phố Tây Ninh, Tân Biên đến tham gia sát phạt dưới hình thức lắc tài xỉu với số lượng lớn. Hàng ngày, Hiệp chọn địa điểm là những vườn cao su xa khu dân cư, đường khó đi, ít người qua lại và dễ quan sát xung quanh để làm điểm đánh bạc. Khoảng 10 giờ hàng ngày, Hiệp, Nhung điện thoại cho người đánh bạc đi xe ô tô đến địa bàn xã Trà Vông, thì Nhung, Hiệp phân công Quang, Thanh, An, Lý cảnh giới và dùng xe mô tô chở những người đánh bạc vào địa điểm đánh bạc. Hiện Công an huyện Tân Biên đang tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng có liên quan khác để xử lý.